Thay mặt em được đồ án ra đội để hỏi chị là chị tên là gì và ở câu hỏi thứ bảy. Biết nhiều em là Nguyễn Thanh ở số 13 xã Thân Hải. Em là một thành viên trong một câu lạc bộ xã Thân Hải. Theo em được biết thì hôm nay buổi lễ của chúng ta rất là thành công. Thì chị có thể cho em biết rằng là cái kinh phí tổ chức và những cái người đại diện thành lập ra cái tổ chức ngày hôm nay chúng ta rất thành công thì cái nguồn kinh phí nó ở đâu ạ? Dạ, em rất hiểu là nói chung bà con của chúng em là trong 13 xóm nhưng mà trong đó có một xóm của bên xã dân thì bà con chúng em là phát đứng lên để chống phá những để ngăn chặn những con người mà chống phá nhà nước thì nói chung là mọi thành ra là cuộc giao lưu của ngày hôm nay là chúng em từ trong góp từ túi rồi là để giao lưu văn nghệ với thầy nhà ba đoàn đó là cờ đỏ Hà Nội của đài Sơn và cờ đỏ xã Sơn Hải cùng với cờ đỏ xã Nhật Mỹ, xã An Hòa và xã Bình Ngọc ạ. Hy vọng là đây là cái buổi tổ chức của ta lần đầu tiên và cũng rất là thành công, thì sẽ có những cái buổi tổ chức tiếp theo của các đoàn các tỉnh về giao lưu với bà con để chống phá những cái luận điệu xuyên tạc và phá vỡ sự bình yên ở khu vực đây là rất là bình yên, tàu biển của bà con đánh cá mà phá vỡ các những tôn giáo. Cảm xúc của chị là chị cho em hỏi về cái cảm xúc của chị về cái buổi tổ chức của chúng ta hôm nay như nào? Dạ, nói chung là một người dân bình thường như em thì chỉ biết làm ăn thôi, nhưng mà cũng từ cái khi mà có bọn nó quậy phá như vậy thì bà con từ phát lên để đứng ở chống phá thì nói về tấm lòng thì thật sự mà em cảm xúc và rất vui và rất mừng phấn khởi khi biết tin là đại diện Mỹ Sơn và anh em cờ đỏ về giao lưu với đại xã Sơn Hải, thật sự mà nói là xúc động không thể tả được hết. Thì cũng mong là tình đoàn kết anh em trong tất cả các xã, các huyện, các tỉnh và lan rộng ra để cho bà con là người ta có một cái tinh thần để mà đứng dậy như chúng em. Xin cảm ơn chị trả lời cuộc phỏng vấn của em ngày hôm nay. Cũng như vâng, anh nhận chị nhiều cùng toàn thể các quý vị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì cho phép ban tổ chức tôi cũng xin được gửi lời thông cảm tới tất cả những quý vị cũng như bậc hiền anh hiền chị và quý ông bà các bác. Đây cũng xin được gửi lời thông cảm tới tất cả những quý vị bậc hiền anh hiền chị và quý ông bà các bác có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta nếu như ổn định và trong hội thì chúng ta chuẩn bị bước vào buổi chiều ngày hôm nay. Thứ nhất là công việc của anh thì anh không phụ thuộc ai, chồng con thì chưa có, chồng anh cũng rảnh rồi. Cái thứ hai nữa, nói thật sự anh mà đàn ông thì họ lại liên quan đến chuyện làm ăn buôn bán, họ đứng ra như anh đứng ra thì nhiều người, ví dụ như chú Long này ở sao chú cũng phụ, tuy là bạn cũng sao chú cũng nhiều cũng lao. Bọn tôi đúng rồi. Cái thời gian gần đây thì mọi cái giáo dân ta còn quậy như ngày xưa thôi. Thôi rồi, từ ngày thôi từ bao giờ, nó thôi từ bao giờ. Hắn từ cái gì mấy tháng rồi chú thầy, từ ngày này trước. Từ ngày mà mình sắm cảng ấy. Đúng rồi, sắm cảng bây giờ là hắn tụt chứ mà nó cũng có một đôi phần tử thân phần to mồm nhưng mà đến mùa dập trên đó thôi. Hồi nãy ba chúng tôi đi bộ xuyên qua nhà thờ Song Ngọc ấy, trong xóm đạo ấy. Thế xong thì có một cô gái nó cũng chỉ độ khoảng 22-23 tuổi thôi. Nó ngồi ở cửa. Thế tôi mới dừng lại, tôi chào nó, tôi nói chuyện. Cháu ơi, cháu có biết là xóm đạo Song Ngọc của cháu là nổi tiếng khắp đất nước không? Nó bảo nổi tiếng cả thế giới chứ bác. Tôi mới cười, nó bảo mỗi tội rằng ấy là cái nổi tiếng ấy nó không vinh dự gì cả mà nó là tai tiếng. Thế là nó bảo bọn cháu phải đấu tranh cho công lý chứ, vẫn còn rất ngoan cố. Đúng rồi. Thế xong thì tôi bảo là nhưng mà cá nó chết từ Kỳ Anh Hà Tĩnh, nó trôi xuống Quảng Bình vào trong Nam, nó có trôi ngược ra ngoài Nghệ An này đâu. Nó có cá chết, bác cứ nói cá ở đây có chết, nó vẫn cứ ngoan cố ấy. Sự thật là ở đây không hề có cá chết. Cái ngày đầu tiên ấy cá chết ở
Kỳ Anh, Kỳ Anh Hà Tĩnh ấy. Ừ, đấy có. Thì ngày hôm sau là bắt đầu đến Quảng Bình cá chết, xong ngày hôm sau nữa còn đến Quảng Trị. Nhưng mà mỗi nơi chỉ một ngày, ngày hôm sau nữa là không có cá chết nữa. Đúng rồi. Đấy. Nó trôi vào Thừa Thiên là anh nó loãng rồi. Anh làm với nước anh. Vậy là một câu ạ.